Táo bón ở trẻ 3 tuổi là nỗi lo chung của nhiều bậc cha mẹ. Táo bón mãn tính ở trẻ em có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Cải thiện tình trạng táo bón kéo dài ở trẻ 3 tuổi cần có sự hiểu biết sâu xa từ nguyên nhân khiến trẻ bị táo bón. Vì thế, video xin nêu ra những nguyên nhân phổ biến nhất cũng như loại thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi. Thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi từ thiên nhiên. Một là rau mồng tơi Rau mồng tơi là một thành phần phổ biến có thể được sử dụng để điều trị táo bón ở trẻ em. Hàm lượng chất xơ cao có tác dụng giữ nước trong phân rất tốt. Kết quả là nó làm giảm độ cứng của phân. Ngoài ra, loại rau ăn được này còn chứa các thành phần tạo chất nhầy. Nó tạo ra độ nhớt đặc trưng của lớp phủ. Thành phần này có thể giúp giảm ma sát giữa khối phân và thành ruột. Trên thực tế, sử dụng rau mồng tơi đúng cách có thể giúp trẻ đi tiêu dễ dàng hơn và cải thiện tình trạng táo bón. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho trẻ 3 tuổi, cách sử dụng hữu hiệu và phổ biến nhất là qua đường ăn uống. Mẹ có thể nấu canh mồng tơi với tôm hoặc ngao cho trẻ ăn. Nếu trẻ còn đang ăn cháo, mẹ có thể cho thêm rau mồng tơi vào cháo. Hai là mật ong. Mật ong đun nóng và bôi vào hậu môn giúp kích thích cơ vòng hậu môn. Điều này sẽ giúp trẻ dễ dàng đẩy phân ra ngoài hơn. Ngoài ra, mật ong có chất nhờn có thể giúp giảm ma sát khi trẻ đi tiêu và tránh gây đau rát hậu môn đối với trẻ lớn, mẹ cũng có thể cân nhắc cho trẻ uống mật ong. Phương pháp này an toàn nhất cho trẻ em trên 12 tuổi. Các vitamin và enzym tự nhiên phong phú trong mật ong giúp thúc đẩy tiêu hóa và tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi 3 là rau rền gai, một vị thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi rất quen thuộc với chúng ta đấy là rau rền gai. Theo đông y, loại rau này có vị ngọt tính mát, có công dụng thu liễm, thanh nhiệt, giảm đau. Hạ nhiệt, ngoài ra, rau rền còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là chất xơ, chất đạm, các vitamin và khoáng chất cần thiết, ngoài việc giúp làm mềm phân và giảm căng thẳng khi đi tiêu. Nó còn thúc đẩy hoạt động của cơ quan tiêu hóa. 4 là rau diếp cá. Rau diếp cá một loại thảo dược giải nhiệt, thanh nhiệt, giải độc. Trong dân gian đã truyền tai nhau đây là loại thuốc có thể trị táo bón cho 3 tuổi. Khi nguyên nhân gây bệnh liên quan đến tình trạng nóng trong người thì việc dùng rau diếp cá chữa táo bón cho trẻ là giải pháp rất phù hợp. Ngoài ra, các nghiên cứu dược lý hiện đại cũng ghi nhận rằng rau diếp rất giàu chất xơ và dồi dào nước. Nhờ đó, nó có thể giúp khắc phục tình trạng phân khô dẫn đến táo bón. Chuyên gia mách mẹ cách chữa táo bón hiệu quả. Một là thuốc trị táo bón cho trẻ, men vi sinh. Cách để cải thiện và ngăn ngừa táo bón được các bác sĩ khuyến cáo là bổ sung men vi sinh cho trẻ. Nhưng làm sao để các mẹ chọn được loại men tiêu hóa tốt để trị táo bón cho con? Các chuyên gia liệt kê 4 tiêu chí cơ bản để chọn được loại men tiêu hóa tốt. Sản phẩm phải cung cấp một lượng lớn vi khuẩn đường ruột có lợi cho trẻ. Các lợi khuẩn nên tồn tại ở dạng bào tử có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất. Ví dụ, nhiệt độ bảo quản cao, môi trường axit trong dạ dày, thời gian bảo quản lâu. Bổ sung enzyme tiêu hóa giúp trẻ dễ tiêu hóa thức ăn, chứa thêm vitamin và khoáng chất để tăng cường hệ miễn dịch của trẻ và đảm bảo sức khỏe tổng thể của trẻ. Men tiêu hóa đáp ứng hoàn toàn cả 4 tiêu chí trên là Amano Enzyme Gold đến từ Nhật Bản. Nó chứa hàng triệu bào tử từ các chủng Bacillus clausi và Bacillus subtilis. Dạng bào tử của hai loại vi khuẩn có lợi này có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt của pH thấp trong đường tiêu hóa. Ngoài ra còn chứa các khoáng chất như canxi, kẽm, lysine và torin, vitamin D3 cùng 6 loại vitamin B. Giúp kích thích trẻ ăn ngon miệng và thúc đẩy tăng trưởng chiều cao. Vì vậy, giải pháp chữa táo bón ở trẻ bằng cách bổ sung men tiêu hóa Nhật Bản không phải là giải pháp tạm thời. Nó có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của trẻ trong những năm tháng sau này. Trẻ không còn bị táo bón hay các vấn đề về tiêu hóa. Từ đó trẻ háo ăn, ngủ sâu giấc hơn, năng động hơn, trí não phát triển tốt thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi, sản phẩm chứa prebiotic cho trẻ sử dụng các sản phẩm chứa prebiotic là một trong những phương pháp điều trị khẩn cấp cho trẻ 3 tuổi bị táo bón. Vì chúng hoạt động thông qua hai cơ chế. Prebiotic có khả năng hấp thụ nước và trương nở để tạo thành gel trong ruột. Chúng giúp kết dính các chất thải trong ruột, từ đó giúp hình thành những khối phân mềm. Thành khuôn dài để có thể di chuyển dễ dàng qua đường ruột prebiotic làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ là môi trường lý tưởng cho các sinh vật có ích trong đường ruột phát triển mạnh. Điều này giúp kích thích quá trình phân hủy thức ăn và hấp thụ dinh dưỡng. Trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm bổ sung prebiotic dành cho trẻ bị táo bón. Có thể kể đến dòng sản phẩm Insotacol, chứa một số lượng lớn các dạng prebiotic khác nhau như Fibergum, Fort Mủ Trôm, Galactopher Juctozer. Ngoài ra, sản phẩm là sự kết hợp từ các lợi khuẩn đường ruột và vitamin nhóm B, insotac gôn hứa hẹn là một loại thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi an toàn và hiệu quả. Tóm lại, mẹ có thể sử dụng thuốc trị táo bón cho trẻ 3 tuổi theo những phương pháp dân gian, như là, cho bé ăn rau mồng tơi, rau rền gai, rau diếp cá. Nhưng những phương pháp đó thường không đem lại hiệu quả cao. Phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay đó là cho bé uống men vi sinh, sử dụng các sản phẩm có chứa prebiotic bởi chúng vừa ngăn ngừa táo bón vừa củng cố sức khỏe hệ tiêu hóa. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.